Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày mùng 5 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Hôm nay, các huyện thành phố trong tỉnh tiễn 1.850 tân binh lên đường nhập ngũ. Đây là niềm tự hào để thanh niên cống hiến sức lực, trí tuệ cho đất nước, xứng đáng là lực lượng xung kích trong thời kỳ mới. Xin chúc cho các tân binh vững bước lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống quê hương Hưng Yên anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ dự lễ giao nhận quân tại huyện Phù Cừ. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Xuân Tuyên dự lễ giao quân tại huyện Ân Thi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng dự lễ giao nhận quân tại huyện Khoai Châu. Các địa phương đã gieo cấy đạt 96% tổng diện tích lúa xuân. Thị trấn Bần Yên Nhân còn 4 điểm chứa rác thải gây ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 1.850 thanh niên của tỉnh Hưng Yên đã lên đường thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Tại 10 huyện thành phố trong tỉnh đã tổ chức trang trọng lễ giao nhận quân và tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Dự buổi lễ giao nhận quân tiễn tân binh lên đường nhập ngũ tại huyện Phù Cừ có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3. Ngay từ đầu giờ buổi sáng, 149 tân binh đến từ các xã thị trấn của huyện Phù Cừ lên đường làm tròn nghĩa vụ của người công dân với Tổ quốc đã có mặt đông đủ tại nhà văn hóa huyện với quân tư trang chỉnh tề cùng đông đảo nhân dân các địa phương tham gia buổi lễ giao nhận quân tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Trải qua các bước khám xét tuyển dân chủ công khai theo đúng quy định của luật nghĩa vụ quân sự, huyện Phù Cừ đảm bảo quân số đủ, chất lượng tân binh được nâng cao hơn so với các kỳ tuyển quân trước. Có 10 tân binh tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, 1 tân binh là đảng viên và 8 tân binh đã tốt nghiệp đại học, 3 tân binh tốt nghiệp cao đẳng nhưng sẵn sàng nhận lệnh lên đường nhập ngũ. 149 tân binh nhập ngũ của huyện Phù Cừ sẽ về các đơn vị nhận quân là đoàn nghi lễ quân đội, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 164, Quân đoàn 2 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại buổi lễ giao nhận quân, tiễn tân binh lên đường nhập ngũ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, lãnh đạo quân khu 3 tặng hoa căn dặn tân binh phát huy truyền thống quê hương, nỗ lực phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đơn vị giao cho. Thống của thanh niên là xung kích tình nguyện đấy, để khi gia nhập quân đội về đơn vị là phải quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ, và khi các em thay đổi cái môi trường làm việc này rồi thay đổi cái sinh hoạt thì phải hết sức là nâng cao cái ý thức đấy. Quân đội là sức mạnh của quân đội là ý thức kỷ luật. Rất mong là các em là phát huy tốt cái truyền thống của quê hương Phù Cừ, truyền thống của quê hương Hưng Yên mình đấy, để mà rèn luyện, để phát huy tốt được cái truyền thống của cha ông, và chúc các em là sức khỏe rèn luyện để hoàn thành cái nhiệm vụ mà quân đội giao cho, và luôn luôn có những cái thông tin về với quê hương, và quê hương thì cũng luôn luôn là đợi cái tin vui từ cái rèn luyện phấn đấu của các em. Và chúc các em sức khỏe, chúc các em là hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ của mình. Huyện Ân Thi đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018. Dự lễ giao nhận quân có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đợt tuyển quân năm nay, huyện Ân Thi có 216 thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có 6 tân binh tham gia nghĩa vụ công an lên đường nhận nhiệm vụ tại 9 đơn vị gồm Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tư đoàn 325, Quân đoàn 2, Trung đoàn 8, Tư đoàn 395, Quân khu 3, Trung đoàn 280, Tư đoàn 361, Quân chủng Phòng không không quân, Lữ đoàn 131, Quân chủng Hải quân, Tiểu đoàn 97, Bộ Tham mưu Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh. 100% thanh niên có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị nhận quân.
Trong số thanh niên trúng tuyển đợt này, có trên 70% tốt nghiệp trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học. Gần 60% tân binh đã học nhận thức vì Đảng. Tại lễ giao nhận quân, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đại biểu đã tặng hoa động viên tân binh phát huy truyền thống của quê hương, quyết tâm phấn đấu học tập rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Khoái Châu đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo các ngành đoàn thể của tỉnh, huyện, chỉ huy các đơn vị nhận quân cùng đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện. Trong đợt giao nhận quân năm nay, huyện Khoái Châu đã tuyển chọn và gọi 303 công dân từ 25 xã thị trấn và các cơ quan đơn vị trên địa bàn nhập ngũ để giao quân cho các đơn vị Lữ đoàn 26 Quân chủng Phòng không không quân, Trung đoàn 257 361 Quân chủng Phòng không không quân, E101 325 Quân đoàn 2, Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu, Đoàn nghi lễ Quân đội Bộ Tư lệnh Lăng, Bộ Chỉ huy quân sự và 8 tân binh giao cho Công an tỉnh. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Phóng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ngành đoàn thể của tỉnh và huyện đã tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh. Trước giờ tân binh lên đường căng tặng thế hệ trẻ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của các công dân hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc và nhấn mạnh Khoái Châu là vùng đất giàu truyền thống cách mạng để noi gương thế hệ cha anh. Đồng chí mong muốn các tân binh nhập ngũ lần này tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết giúp nhau trong quá trình rèn luyện, công tác, chấp hành kỷ luật của quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Truyền thống của quê hương trong các cuộc kháng chiến là được Đảng nhà nước đánh giá rất là cao. Cho nên là mong các cháu là phát huy truyền thống của quê hương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thì các chú ở nhà sẽ lãnh đạo kinh tế phát triển để nâng cao đời sống nhân dân. Các cháu làm nhiệm vụ quốc phòng thì các cháu cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để phát huy tô thắm thêm truyền thống của quê hương chúng ta. Cùng với các huyện Phù Cừ, Ân Thi và Khoái Châu, sáng ngày 5 tháng 3, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức trọng thể lễ tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ngành và đông đảo nhân dân các địa phương. Về dự lễ giao quân với huyện Văn Giang có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh. Huyện Văn Giang có 173 tân binh lên đường làm nhiệm vụ. Nhờ làm tốt quy trình tuyển chọn ngay từ bước đầu nên đảm bảo 100% thanh niên sao cho các đơn vị đều là những đoàn viên ưu tú, tiêu biểu nhất, trong đó 70% đạt sức khỏe loại 1, có 3 tân binh viết đơn tình nguyện, trên 20% thanh niên có trình độ từ trung cấp trở lên. Trước đó, huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Trước lúc lên đường, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Phan Giang xuống tặng hoa động viên can tặng các tân binh. Buổi lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, đúng nghi lễ, an toàn, tiết kiệm. Dự lễ giao nhận quân tại huyện Tiên Lữ có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đợt này, huyện Tiên Lữ có 154 tân binh lên đường nhập ngũ do làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị tốt từ khâu phân bổ chỉ tiêu đến việc tổ chức khám tuyển, thâm nhập thực tế, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng luật, nên 100% tân binh trong huyện đều đảm bảo các yêu cầu về sức khỏe. Trong đó có 5 thanh niên có trình độ cao đẳng đại học, 5 thanh niên tự nguyện làm đơn xin nhập ngũ. Tôi là một người trong lực lượng dân quân xã, và cũng có con đi nhập ngũ lần này. Tôi cũng động viên con là tiếp nối cái truyền thống gia đình và truyền thống của địa phương để động viên con đi hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình. Môi trường quân đội là một môi trường lý tưởng nhất để cho những thanh niên tu trí và rèn luyện bản thân và ý chí để góp phần trước mắt bảo vệ Tổ quốc và sau này là về xây dựng Tổ quốc và kinh tế gia đình. Tại lễ giao nhận quân, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, lãnh đạo các sở ngành và huyện đã tặng hoa động viên các tân binh phát huy truyền thống của quê hương, tích cực rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, làm tròn nhiệm vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó. Tại huyện Văn Lâm, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm đã dự và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
Đợt giao quân lần này, huyện Văn Lâm có tổng số 193 thanh niên lên đường nhập ngũ, được giao về 7 đơn vị. Chất lượng quân của huyện đạt tiêu chuẩn cao trên cả 3 phương diện. Đáng chú ý, huyện Văn Lâm 3 thanh niên tự nguyện viết đơn xin lên đường nhập ngũ, trong đó có 2 thanh niên dưới 18 tuổi và 1 thanh niên đang học đại học năm thứ nhất. Các tân binh đều có chung quyết tâm, khi về đơn vị luôn chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kỷ luật của quân đội, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao phó, đồng thời ra sức rèn luyện, học tập, phát huy truyền thống của lực lượng quân đội nhân dân và quê hương cách mạng. Em rất là vinh dự và tự hào khi đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam. Qua học tập và hiểu biết thì em nhận thấy quân đội nhân dân Việt Nam rất là anh hùng và kiên cường. Em sẽ cố gắng học tập rèn luyện mình, trở thành một người lính tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại lễ giao nhận quân của huyện Kim Động, có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tự và động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Toàn huyện có 185 thanh niên lên đường nhập ngũ. Năm 2018, huyện đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân với chất lượng tân binh hơn năm trước. Trong đó, 5,8% tân binh trình độ đại học cao đẳng, gần 60% tốt nghiệp trung học phổ thông. Tại lễ giao nhận quân, đại diện lãnh đạo tỉnh huyện đã tặng hoa động viên các thanh niên phát huy tốt truyền thống quê hương, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dự lễ giao nhận quân trên địa bàn thành phố Hưng Yên có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tạ Hồng Quảng, Bí thư Thành ủy. Thành phố Hưng Yên có tổng số 155 tân binh nhập ngũ. Do thực hiện tốt công tác tuyển chọn nên chất lượng tân binh đảm bảo tất cả các tiêu chí về sức khỏe, văn hóa, tư tưởng, chính trị. Trong buổi lễ tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự đã tặng hoa, căn dặn và động viên chia tay các tân binh trước khi lên xe về đơn vị. Dự lễ giao nhận quân tại huyện Mỹ Hào có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo huyện và các xã thị trấn cùng đông đảo nhân dân trong huyện và 168 công dân được tuyển chọn lên đường nhập ngũ. Năm nay huyện Mỹ Hào đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bao gồm 160 thanh niên vào quân đội và 8 thanh niên vào lực lượng công an. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa và căn dặn tân binh phát huy truyền thống quê hương, đoàn kết và sức học tập, huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dự lễ giao nhận quân tại huyện Yên Mỹ có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các đơn vị nhận quân cùng đông đảo nhân dân trong huyện. Trong đợt giao quân năm 2018, huyện Yên Mỹ đã có 224 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Năm nay, công tác tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ được cấp ủy chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự và cơ quan quân sự từ huyện đến các xã thị trấn quan tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo sâu sát. Kết quả giao nhận quân cho thấy các địa phương đã thực hiện công tác tuyển quân đúng quy trình, đúng luật, giao quân đạt 100% chỉ tiêu, thực hiện giao quân nhanh, gọn, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau giao nhận quân. Công dân được gọi nhập ngũ đảm bảo về tiêu chuẩn theo quy định. Chất lượng thanh niên của huyện đã được nâng lên rõ rệt. Hầu hết thanh niên có sức khỏe loại 1 và loại 2. Toàn huyện có 16 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc. Do làm tốt công tác chuẩn bị động viên và tổ chức giao quân, đến 9 giờ sáng ngày 5 tháng 3, các huyện thành phố của tỉnh đã hoàn thành tốt công tác tiễn tân binh lên đường nhập ngũ, bảo đảm số lượng, chất lượng, an toàn theo kế hoạch. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công điện số 481 về việc biểu dương cán bộ nhân dân và lực lượng vũ trang các huyện thành phố giao quân năm 2018, gửi Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố, nội dung như sau. Thực hiện quyết định số 3213 ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2018, các huyện thành phố đã triển khai thực hiện đầy đủ các khâu bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, kế hoạch hướng dẫn của các ban ngành đoàn thể tỉnh. Ngày 5 tháng 3 năm 2018, tổ chức lễ giao nhận quân trang nghiêm, trọng thể, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đến 9 giờ, toàn tỉnh đã giao đủ 1.850 công dân cho các đơn vị hoàn thành 100% chỉ tiêu với chất lượng cao, an toàn tuyệt đối, đúng luật định. Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang các huyện, thành phố
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu giao quân là một nhiệm vụ đầu năm, có một ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ của tỉnh, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 43 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 73 năm thành lập nước, 103 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt để hoàn thành kế hoạch huấn luyện, diễn tập, đào tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2018, tiến hành đầy đủ các nội dung trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, đạt chất lượng tốt hơn. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Văn Phóng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Đến ngày 5 tháng 3, theo kế hoạch toàn tỉnh sẽ kết thúc gieo cấy trong khung thời vụ, các địa phương đã gieo cấy đạt 96% tổng diện tích. Toàn tỉnh đã gieo cấy được trên 32.000 ha, các địa phương đã hoàn thành gieo cấy là huyện Khoái Châu, Tiên Lữ, Phù Cừ, Ân Thi và thành phố Hưng Yên. Tuy vậy, một số địa phương gieo cấy chậm là huyện Phan Giang mới gieo cấy đạt 76%, các huyện Phan Lâm, Yên Mỹ, Kim Động và Mỹ Hào từ 90 đến 94%. Để đảm bảo năng suất lúa xuân, các địa phương cần tập trung chỉ đạo hoàn thành diện tích gieo cấy. Những diện tích lúa đã gieo cấy, tiến hành điều tiết nước nông cạn, xen kẽ, các chân ruộng gieo thẳng cần giữ đủ ẩm, chân ruộng cấy bằng mạ nền cứng duy trì lớp nước nông, lắng mặt ruộng để lúa sinh trưởng phát triển thuận lợi, đồng thời tiến hành bón thuốc sớm, chỉ sử dụng các loại phân NPK tổng hợp, phân hữu cơ vi sinh để bón, không được bón thúc khi nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C bằng bất cứ loại phân bón nào, chỉ được bón thúc khi thời tiết ấm. Huyện Yên Mỹ còn hai xã chưa hoàn thành gieo cấy lúa xuân do mạ chết và làm đất chậm. Vụ xuân năm nay, huyện Yên Mỹ gieo cấy gần 3.300 ha lúa. Hiện nay toàn huyện đã gieo cấy được 90%, còn hai xã chưa hoàn thành là xã Trung Hòa và Liêu Xá. Xã Trung Hòa có hai thôn mạ chết nhiều, hiện nay bà con đã gieo lại mạ chuẩn bị cho gieo cấy, phấn đấu cấy xong trước ngày 10 tháng 3. Xã Liêu Xá gặp khó khăn do làm đất muộn ở một số diện tích rau màu bán dịp Tết Nguyên đán. Cho đến thời điểm này, địa phương cũng vừa làm đất xong chuẩn bị cho gieo cấy, nhưng sớm nhất cũng phải sau ngày 8 tháng 3 mới hoàn thành. Thưa quý vị và các bạn, tự chủ về tài chính là một chủ trương đúng đắn đã và đang được các bệnh viện công trong tỉnh thực hiện nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Nhờ làm tốt các bước chuẩn bị nên Trung tâm Y tế Khoái Châu là một trong ít các đơn vị được giao tự chủ trên 50%, song rất tự tin tự chủ tài chính. Trung tâm Y tế Khoái Châu hoạt động theo mô hình lồng ghép giữa điều trị với dự phòng. Hiện bệnh viện có 150 giường bệnh, triển khai thực hiện theo nhiệm vụ và chức năng của bệnh viện hạng 2. Đồng thời có mở rộng phạm vi điều trị với sự chi viện kỹ thuật của tuyến trên. Hai đội y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe sinh sản chỉ đạo công tác y tế của 25 trạm y tế xã thị trấn. Năm 2018, trung tâm được giao tự chủ về tài chính trên 50%, nhưng do có chuẩn bị nên công tác khám chữa bệnh vẫn đạt hiệu quả cao. Khi mà thực hiện tự chủ thì chúng tôi cũng đã triển khai tới tất cả cán bộ công nhân viên chức qua rất nhiều những hội nghị và xác định đây là một cái việc mà chúng ta là cần thiết phải làm. Cơ sở vật chất là chúng tôi cũng đã cải tạo. Đến nay thì rất là khang trang, sạch đẹp. Các cái kỹ thuật là dần dần được nâng lên, ký các cái cam kết thi đua thì đã tạo nên một cái làn sóng thi đua trong cán bộ công nhân viên chức. Đến nay thì trung tâm y tế là được giao tự chủ trên 50%. Và qua 2 năm thì chúng tôi cũng đã đảm bảo được cái phần kinh phí và có một phần để tăng thu nhập cho cán bộ, động viên cán bộ và hăng hái làm việc phục vụ cho người bệnh. Năm 2017, trung tâm có trên 14.500 bệnh nhân điều trị nội trú, đạt 135% kế hoạch giao. Có được thành công này là do trung tâm luôn quán triệt lãnh đạo và nhân viên y tế phải tận tình trách nhiệm với người bệnh. Nếu phục vụ không tốt, không chu đáo thì người dân sẽ lựa chọn khám chữa bệnh ở một bệnh viện khác. Bởi hiện nay, những người có thẻ bảo hiểm y tế có thể đến bất cứ bệnh viện nào trong cùng tuyến. Thường xuyên ra vào bệnh viện, nhận thấy là thái độ phục vụ của các bác sĩ lẫn nhân viên ở đây rất là tốt. Chăm sóc bệnh nhân tuyệt vời, không khí ở đây sạch sẽ, môi trường thoáng đãng. Tự chủ tài chính sẽ không còn là khó khăn, mà sẽ là cơ hội để phát triển bền vững.
Muốn vậy, các bệnh viện trung tâm y tế cần phát triển chuyên môn kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Bởi nếu chuyên môn yếu, bệnh viện sẽ phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên thì sẽ mất nguồn thu. Bên cạnh đó, phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và chất lượng khám chữa bệnh, tạo ra sự cạnh tranh giữa các bệnh viện với nhau. Cạnh tranh ở đây không chỉ để giữ người bệnh, mà cạnh tranh còn để giữ cán bộ nhân viên nữa. Và thứ ba là phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật. Hiện nay, tại các khu dân cư ở thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, nhiều người dân tự ý vứt đổ rác ra đường xung quanh nơi sinh sống, hình thành các điểm tập kết rác thải sinh hoạt tự phát, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Trong đó, riêng thôn Phan Huế đang tồn tại tới 4 điểm tập kết rác thải tự phát. Bên cạnh đó, bãi rác tập trung của thị trấn nằm gần khu dân cư cũng đã tồn tại từ lâu nhưng chưa triển khai được phương án di chuyển về nơi đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định. Tại các khu dân cư như phố Bần và thôn Cộng Hòa đều chưa đặt các thùng rác hợp vệ sinh, người dân vẫn vứt rác xung quanh khu dân cư nơi ở trước khi rác được vận chuyển đi xử lý. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến việc đi lại và sức khỏe của người dân. Thiết nghĩ chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp giải quyết tình trạng này.